Hay nha, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với đường 57 nha. Lâu quá rồi. Đây đang đầu mùa mưa, tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi ra ngoài trải nghiệm nha. Phía đây nè. Cái gì? Phía đây mùa này là mùa cua lên đẻ rất là nhiều các bạn. Chỉ cần hiện tại bây giờ mùa lên đẻ, chỉ cần các bạn nhìn thấy đây đây. Đây có một bên đây một hai ba con cua đang lên đẻ nè. Cua này cua mái hình như cua này nó đẻ hết rồi hay sao á. Đây nè. Nó mất chỗ. Đây là mùa mưa là tự nhiên cua nó ở dưới bụt sình dưới này á, nó lên nó đẻ quá chừng luôn. Lên mà bắt cua lên đẻ trứng rất là nhiều. Ê ông bên kia có con sao nhúc nhích bên kia. Từ từ đó. Đâu đây? Ê. Lên bò đây. À, đẻ quá chừng luôn. Cua này đa số là cua mái lên đẻ không à. Không, tại vì cái này là cua mái đang đẻ nên tôi không bắt. Cái gì? Từ từ. Cua mái đang đẻ, chúng ta không bắt, chúng ta phải để cho nó để tự nhiên nó đẻ nhiều ra chúng ta mới bắt được, tại vì mùa đầu mùa. Đâu đâu, thấy một con đâu? Đó, mới bò xuống dưới đó. Đâu chỗ nào ta? Kế. Đâu? Nhắm nổi. Đâu? Đây đây đây. Đây có một con này. Để cho bạn xem nè. Đây nè, đúng không? Đây. Cua đầu mùa nè, nó lên nó đẻ rất là nhiều. Thấy không? Nè, nó lên đẻ nè, trứng bịt quá chừng trứng con luôn nè. Cho nên chúng ta không nên bắt vào cái mùa này. Mùa này chúng ta bắt là chúng ta sẽ hạ chết biết bao nhiêu con, cho nên chúng ta phải để nguyên, chúng ta không bắt. Nếu tôi bắt thì bắt lâu rồi, cho để lại cho nó về tự nhiên cho nó đẻ. À quên nữa, tôi đây tôi quay lại bắt con kia. Tôi có một cái trò thú thơ rất là hay nha. Qua đây tôi chỉ với bạn một cái mẹo rất hay nha. Chúng ta không bắt nhưng mà chúng ta chỉ bằng cái mẹo thôi. Câu ta lấy chỗ nào ta? Đây nè, cua nè, mấy con cua mái nè. Các bạn biết đó, cua là nó rất là kẹp, nhưng mà có một cái mẹo làm cho cua nó không kẹp rất là hay nha. Để tôi chỉ bạn nè. Đây nè. Nè, thường cua rất là kẹp đúng không? Nó hạ đột nhiên há nó kẹp liên tục này, thấy không? Kẹp liên tục thấy không? Đó. Đây đấy, bây giờ tôi sẽ làm cho nó hướng dẫn một cái mẹo rất hay nha. Từ chờ xíu. Đây nè. Ây da. Đây nè. Cua ngay chỗ cái cần trên này nó có một cái xước thịt, các bạn thấy không? Đó, chỉ cần chúng ta chọc mạnh vào đây nè. Đó, chúng ta bẻ một cái. Đấy, bên đây nè. Chúng ta chọc mạnh vào đây cái nè. Đây nè. Đấy. Là chúng ta bẻ nhẹ cái. Đấy, thế là chúng ta đã vô hiệu hóa được con cua. Là con cua này nó sẽ không bao giờ kẹp chúng ta nữa. Nó chỉ đi thôi. Tại vì nó há cái càng ra không được. Nó há cái càng ra là nó dính cái khớp này rồi. Đó, dính khớp rồi là chúng ta nó không bao giờ nó kẹp chúng ta được. Đó, đây là một cách mà vô hiệu hóa con cua rất là hay nha. Đó, chúng ta thả nó ra nó bò thôi. Nó chỉ có bò thôi mà nó không giờ kẹp được. Đó, đây là cái mà cách mà vô hiệu hóa của rất hay nha. Ông gỡ nó ra đi chứ. Gỡ ra chứ. À quên, này tôi đang hướng dẫn các bạn một cái trò hay về cua thôi. Đó, vô hiệu hóa. Đến mà cái cần gỡ ra. Nó không sao đâu bạn, nó không bị thương đâu. Tí nữa là con cua nó sẽ tự nhiên nó lành lại thôi. Bây giờ nó kẹp lại này, thấy không? Bây giờ. Đó, nó kẹp lại thấy không? Đó, ok, bây giờ chúng ta sẽ thả nó về với tự nhiên. Đây là hiện tại hôm nay là đầu mùa mưa, tôi không đi bắt cua được tại vì cua giờ đang đẻ. Để cho nó đẻ xong khoảng một tuần sau á, khi mà đẻ xong á, chúng ta đi bắt cua với hơn. Đã lâu lắm rồi tôi chưa clip mới, hôm nay tôi ra một clip hướng dẫn bạn cho vui thôi. Để clip sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn đi săn bắt nhiều hơn nha.